Trong những ngày gần đây, việc Sterling Radcliffe sắp trở thành đồng sở hữu của Man United có lẽ là một trong những động thái được quan tâm nhiều nhất tại giới thúc cầu. Phát biểu về thông tin kể trên, cựu danh thủ Gary Neville nói trên trang cá nhân của mình rằng kết thúc năm 2023 là sự ô nhục đối với Man United. Thời điểm công bố thương vụ thật sự khủng khiếp. Không một tổ chức nào nghĩ đến kịch bản đó, mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Tim Radcliffe. Tôi hy vọng ông ấy có thể tìm ra cách đưa Man United trở lại đúng quỹ đạo của mình. Đội bóng cần có bề thế, biểu tượng kính trọng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Quả thật những thành tích bết bát gần đây của Man United khiến cho các cổ động viên cảm thấy bức tranh toàn cảnh của mùa giải này thật sự ảm đạm. Dù chưa biết sự xuất hiện của Sterling Radcliffe sẽ có tác động như thế nào với tình hình của đội bóng trong tương lai, nhưng ít nhất họ có thứ để hy vọng và chờ đợi. Và một trong những nơi dễ dàng nhận thấy cần có sự thay đổi nhất của đội hình Quỷ Đỏ lúc này chính là trên hàng công. Theo thống kê thì đoàn quân của Ten Hag đã có 4 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng. Lần cuối cùng điều này xảy ra đã là từ năm 1992. Những tiền đạo trong tay Ten Hag lúc này đều có vấn đề của riêng họ khiến cho thành tích chung của đội bóng không được đảm bảo. Vậy nên, một sự thay đổi hoặc bổ sung là điều cần thiết. Nhưng trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm thêm một chân sút đẳng cấp nào đó vào mùa hè này, thì một câu hỏi vẫn còn được để ngỏ. Liệu còn có cơ hội nào dành cho Mason Greenwood, cầu thủ thuộc biên chế Man United và đang chơi rất nổi bật tại Getafe? Trong bài phỏng vấn mới nhất của câu lạc bộ, Sir Tim Radcliffe đã được hỏi liệu Mason Greenwood có trở lại Manchester United hay không. Ông đã trả lời như sau. Mason Greenwood là một cầu thủ hàng đầu của Anh và mọi người đều biết điều đó. Chúng tôi chắc chắn sẽ xem mình có thể làm gì để gắn kết mọi thứ lại với nhau. Lời khen của tỷ phú Anh rõ ràng đem đến nhiều hy vọng cho không ít những cổ động viên Man United mong muốn Mason Greenwood trở lại với đội bóng. Sau khi thương vụ chuyển giao 25% cổ phần câu lạc bộ được hoàn tất, Sir Tim Radcliffe sẽ được giao trách nhiệm quản lý các hoạt động bóng đá của Quỷ Đỏ. Điều này có nghĩa là về thẩm quyền, ông hoàn toàn có thể quyết định tương lai của Greenwood vào tháng 7 năm sau khi hợp đồng cho mượn của anh tại Getafe hết hiệu lực. Nhưng theo nhà báo Fabrizio Romano, chưa có quyết định nào được đưa ra vào lúc này. Nhưng Radcliffe sẽ quyết định về sự trở lại của Mason Greenwood tùy thuộc vào tình hình sau đó. Có vẻ như Sir Tim Radcliffe rất có cảm tình với cầu thủ 22 tuổi bởi chính ông cũng là một fan địa phương. Ông hiểu rõ một tài năng như Greenwood vào lúc này là quý giá như thế nào đối với đội bóng. Anh từng được đánh giá là một trong những viên ngọc thô sáng giá nhất xứ sở sương mù, nhưng thật đáng tiếc lại gặp sự cố không đáng có. Cho đến hiện tại vẫn còn một bộ phận không nhỏ những người hâm mộ Man United nói riêng và tại nước Anh nói chung cảm thấy tiếc cho Greenwood, nhất là sau những gì anh đang thể hiện ở La Liga. Tiềm năng của anh là vẫn còn và nên nhớ rằng chàng tiền đạo này mới chỉ 22 tuổi. Nếu chọn đúng con đường thì sự nghiệp của anh lại có thể một lần nữa được rực sáng. Nhiều cổ động viên của Man United và có lẽ là cả Sir Tim Radcliffe đều có mong muốn đưa cậu trở lại Old Trafford. Mặc dù vậy, câu chuyện không chỉ đơn giản là từ những mong muốn là có thể trở thành hiện thực, dù cho đồng sở hữu mới có quyền lực đến đâu. Sau khi The Athletic đưa tin vào tháng 8 rằng United có kế hoạch đưa Greenwood trở lại, một số nhân viên câu lạc bộ đã xem xét về công việc của họ và thảo luận về khả năng đình công. Chính đội bóng cũng chịu áp lực từ các chính trị gia, tổ chức từ thiện và những người hâm mộ không mong muốn được nhìn thấy sự trở lại đó. Nếu một lần nữa Man United có thông tin về việc sẽ đưa Greenwood quay lại mái nhà xưa, thì rất có khả năng sự căng thẳng ấy sẽ quay trở lại. Thậm chí là phát ngôn của Sir Tim Radcliffe cũng đã phải nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều nhà phân tích và báo chí cho rằng sự quay trở lại của Greenwood có thể tạo nên một phản ứng tiêu cực trong thời điểm chuyển giao. Trao đổi với Give Me Sport, ký giả Ben Jacob đã lên tiếng chia sẻ về tương lai của chân sút sinh năm 2001 như sau. Sự trở lại của Greenwood sẽ gây ra phản ứng dữ dội như đã từng xảy ra khi rõ ràng kế hoạch ban đầu của Man United là tái hòa nhập Greenwood sau khi các cáo buộc cưỡng hiếp tấn công và kiểm soát cưỡng chế được bãi bỏ. Radcliffe không được tham dự cuộc điều tra nội bộ do Richard Arnold dẫn đầu vào thời điểm đó. Nhưng người ta hiểu rằng ông ấy có thông tin đầy đủ về tình hình. Sẽ là một cái nhìn tồi tệ nếu câu lạc bộ đảo ngược tuyên bố công khai của họ. Điều này cho thấy rõ ràng rằng tốt nhất là Greenwood nên xây dựng lại sự nghiệp của mình ở nơi khác. Thêm vào đó thì nguồn tin từ tờ TalkSport tuyên bố rằng Man United vẫn không có kế hoạch để Greenwood trở lại sân Old Trafford. Hợp đồng của Greenwood có thời hạn đến năm 2025 với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Man United có thể kích hoạt điều khoản đó để bảo vệ hoặc nâng cao giá trị chuyển nhượng của anh, nhưng ngay cả điều đó cũng có thể sẽ tạo ra những sự phản đối. Việc được quay trở lại quê nhà thi đấu rõ ràng là điều mà Mason Greenwood mong muốn, nhưng đó chỉ là trong điều kiện anh được chào đón chứ không phải trở về để rồi tiếp tục nhận sự phản ứng không đáng có từ truyền thông. Ở cấp độ cá nhân, anh hạnh phúc ở Madrid với người bạn đời và con gái của mình, cũng như với thời tiết, thức ăn và ngôi nhà mà họ đang có. Bên cạnh đó cũng là việc có tương đối ít áp lực tới từ truyền thông.
tại đây người ta chú ý đến phong độ trên sân bóng nhiều hơn là soi mói đời tư cá nhân. Khi anh mới đến Tây Ban Nha sau 18 tháng không chơi bóng ở mức độ chuyên nghiệp, huấn luyện viên trưởng Jose Bordalas của Getafe đã cho anh một thời gian nho nhỏ để làm quen và lấy lại cảm giác chơi bóng. Thời gian đào tạo tập trung vào việc giúp Greenwood làm quen với việc có được hiệu suất tối ưu, và những gì anh đã thể hiện được thật tuyệt vời cho đến lúc này. Trong 15 lần ra sân cho đội bóng mới, tiền đạo này đã ghi 5 bàn thắng và có được 4 kiến tạo, trở thành một trong nhân tố quan trọng nhất trong đội hình chính của Getafe. Trong số đó, anh có một siêu phẩm sút xa tuyệt đẹp có thể mang đi cạnh tranh cho danh hiệu Puskas năm nay. Thậm chí ngay cả khi không ghi bàn và kiến tạo, Greenwood vẫn có những đóng góp khác cho đội bóng. Điều đó đã được thể hiện trong trận hòa 3 đều với Atletico Madrid. Anh còn chơi hay đến mức một số người hâm mộ của các đội bóng đối thủ, chẳng hạn như những người ủng hộ cho Osasuna và Athletic Bilbao đã chỉ trích Getafe và đã ký hợp đồng với cầu thủ này với những tiếng huýt sáo và hét lên mỗi khi anh chạm bóng. Để có được phong độ tốt như vậy, rõ ràng ngoài yếu tố phù hợp về mặt lối chơi và chiến thuật, tinh thần cũng là một yếu tố quan trọng giúp cho chân sút này bay cao. Trong buổi tập đầu tiên của Greenwood sau khi ký hợp đồng cho mượn, người hâm mộ đã hét lên ăn mừng mỗi khi anh chạm bóng. Bây giờ, họ thường đợi anh ở lối ra của bãi đậu xe tại khu phức hợp của đội bóng. Tại sân nhà Estadio Coliseum, có sức chứa 16.500 chỗ ngồi của Getafe, người hâm mộ ở mọi lứa tuổi thường xuyên được nhìn thấy mặc áo đấu của tiền đạo người Anh. Như đã nói, cuộc sống của Greenwood đang dần ổn định và làm quen với môi trường tại Tây Ban Nha. Mặc dù cầu thủ 22 tuổi được coi là một người nhút nhát và thậm chí hướng nội, nhưng anh đang dần bắt kịp những trò đùa của các đồng đội người Tây Ban Nha và Argentina. Getafe muốn Greenwood học tiếng Tây Ban Nha, vì vậy anh có luôn một giáo viên dành cho điều đó. Viễn cảnh Mason Greenwood trở lại Manchester United dường như ngày càng khó xảy ra sau khi có thông tin rằng Getafe đang xem xét biến động thái cho mượn của anh thành một thỏa thuận lâu dài. Thậm chí nếu muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp ở những đội bóng tốt hơn, Greenwood vẫn còn có những lựa chọn khác thay vì mạo hiểm quay về Old Trafford. Những ông lớn của Tây Ban Nha như Atletico Madrid, Barcelona hay Real Madrid đều đang sát sao theo dõi tình hình của anh. Với việc Man United đã có một bước ngoặt bằng cách quyết định tương lai của anh là rời Old Trafford, sẽ là một cú sốc nếu Ineos đảo ngược điều đó. Dù cho còn rất nhiều rào cản từ phía đối lập cũng như chính bản thân Greenwood đang dần quen thuộc với đội bóng mới, thì vẫn còn hy vọng cho một sự trở lại nếu quyết tâm của Sir Jim là đủ lớn và có thể cân bằng những yếu tố khác. Hãy cùng chờ xem vào mùa hè tới, khi thời hạn cho mượn kết thúc thì tương lai của chân sút từng được xem là sáng giá bậc nhất Anh Quốc sẽ đi về đâu, sẽ là quay trở lại Man United, ở lại Getafe hay tìm kiếm cơ hội ở những đội bóng khác.